Chào mọi người. Mọi người còn nhớ cái hoa 10 giờ 2 tầng này không? Lần trước video mình cũng đã làm về nó rồi đó. Mình cũng không cắt tỉa lá để mình thử nghiệm xem cái độ dài của cái hoa 10 giờ này thêm được bao nhiêu. Hôm nay mình cũng đã thấy cái hoa 10 giờ này cũng đã dài ra thêm nhiều. Bây giờ mình cũng sẽ tạo thêm tầng cho cái hoa 10 giờ này. Mọi người cùng xem mình tạo tầng cho nó nhé. Thank you.
tầng cho cây hoa 10 giờ rồi. À, nãy giờ mình bó xong á, rồi cái cây hoa 10 giờ này cũng đã bị tổn thương, cho nên bây giờ mình chỉ còn chờ cho cái cây hoa 10 giờ này là nó ra lá, ra cành cho nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ để một thời gian nữa là mọi người xem là cái hoa của mình nó sẽ rất là đẹp. Sau hơn một tháng chăm sóc kỹ lưỡng, cây hoa 10 giờ của mình từ cây hoa bonsai 2 tầng trở thành cây hoa 4 tầng mọi người xem. Và lá hoa mọc dày hơn, mọi người xem có đẹp không? Vì tuổi thọ cây hoa 10 giờ cũng khá dài, cho nên mình cũng chăm sóc thử để cái cây hoa 10 giờ này nó có thêm lớn được nữa hay không. Mẹ mọi người xem video của mình thấy hay, nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ mình sẽ dừng video ở đây. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Chào tạm biệt mọi người.